Xin kính chào các bạn. Hôm nay ta sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách chúng ta hòa tấu, độc tấu một bài hát cũng rất là hay, rất là sôi nổi âm nhạc Việt Nam chúng ta. Đó là bài Sầu Đông, nhạc và lời của nhạc sĩ Khánh Băng. Hôm nay mình cùng học độc tấu bài này các bạn nhé. Trước khi học độc tấu bài này, chúng ta cũng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài. Thì bài này tạm chia hình thức là 3 đoạn đơn. Đoạn A nè, đến đoạn B cao trào nè, rồi đến đoạn A phẩy. Đoạn A phẩy là phần tái hiện đoạn A, giống hệt đoạn A các bạn ha. Rồi đó cấu trúc của bài. Bây giờ mình cùng điểm sơ qua các cái âm sắc mình sẽ sử dụng trong cái phần độc tấu này. Đầu tiên đó là tiếng rát các bạn ơi. Tiếp theo đó là tiếng trumpet. Rồi tiếp theo đó là tiếng octa piano. Các bạn sẽ đánh ở rai 1 là tiếng octa piano. Tiếng rai 2 các bạn chọn cho mình tiếng guitar bass. Mình sẽ trộn hai tiếng lại với nhau. Rồi mình trộn hai tiếng vô với nhau. Đó, mình làm cái phần đầu các bạn ha. Rồi mình lưu được băng tiếng để dành đánh. Tiếp theo thì sử dụng đó là tiếng guitar ni lông. Rồi tiếp theo thì sử dụng đó là tiếng saxophone. Rồi tiếp theo tôi sử dụng đó là cái tính năng multibass chỉ là Yamaha. Ở cái bài Sầu Đông này chúng ta sẽ độc tấu ở style là cha cha cha, tempo độ khoảng 125 đến 130, trong khoảng đó các bạn đánh bao nhiêu cũng được, tùy trong khoảng đó nha. Với cái style cha 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 này tôi sẽ sử dụng tính năng multibass. Các bạn bấm vào multibass và chọn cái tính năng là chọn cái bộ multibass là Latin percussion số 1. Cái bộ này chuyên dùng cho cái điệu cha 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 các bạn ha. Mình nghe thử nè. Tuyệt vời các bạn ha. Ở đây có 4 hiệu ứng, các bạn chơi hiệu ứng nào không được hết trơn á. Riêng Tèo thích chơi hiệu ứng số 2. Khi Tèo mở cái style cha 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 lên rồi, bắt đầu Tèo bấm cái số 2 cho nó trộn vào, nghe nó đầy đặn các bạn ha, giống như ban nhạc đấy thật sự rồi đó. Rồi xong, đó là cái phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Sầu Đông, nhạc và lời của nhạc sĩ Khánh Băng, mình cùng học độc tấu cái này các bạn nhé. Rồi bài này Tèo ký âm ở tông rê thứ để các bạn dễ tập và dễ hình dung hơn. Chúng ta đệm hát của tông nam nhưng cũng tông rê thứ bài này luôn các bạn. Rồi mình đọc tấu ở rê thứ nó quen luôn các bạn ha. Rồi chúng ta bắt đầu học cái intro. Các bạn thấy nhạc intro chúng ta đánh tiếng piano và tiếng guitar bass. Chúng ta đánh lặp lại 2 lần. Rồi đến cái lần thứ 2 chúng ta đổi qua tiếng trumpet và đánh cao trumpet. Nó có 2 phần các bạn ha. Phần thứ nhất mình đánh bằng tiếng piano và tiếng bass. Phần thứ hai mình đánh bằng tiếng trumpet. Bây giờ mình học cái tiếng piano trước nha. Các bạn xếp ngón như sau: ngón cái vào nốt rề, ngón trỏ vào nốt phá, ngón áp út của nó si dáng. Rồi bắt đầu mình đánh vào phách số 1 luôn các bạn nhé. Rê pha xí la, rê pha xí la. Các bạn nhớ nốt la đánh xong ngắt liền, không kéo dài. Rê pha xí la phá rê đồ. Nốt đô thăng chúng ta kéo ngón trỏ xuống, nó số 2 và nó nốt đô thăng. Rồi tập vế này thôi các bạn nhé. Rê pha xí la phá rê đồ, đô thăng chúng ta kéo ngón trỏ về, như vậy là xong được một ô nhịp. Bây giờ mình tiếp tục các bạn nhé, làm lại. Rê pha xí la phá rê đồ mi xí la. Cái phế thứ hai là đồ mi, mi bạn kéo con cái qua đồ mi. Rồi nốt xí la thì vẫn là ngón số 4 và số 3 thôi, vẫn là ngón áp út ngón giữa bạn ha. Như vậy là mình có được 2 ô nhịp rồi đó. Bây giờ mình nối lại với nhau. 1, 2, 3, 4. Rê pha xí la phá rê đồ mi xí la. Các bạn nhớ nốt đô thăng và nốt mi nha. Rồi nốt xí la, đánh nốt la xong ngắt liền, không kéo dài. Bây giờ mình nối cả 2 câu. 3, 4. Rê pha xí la phá rê đồ mi xí la. 3, 4. Câu tiếp theo. Như vậy là mình đã xong được cái câu số 1, 2 ô nhịp đây các bạn ha. Rồi tiếp tục chúng ta qua 2 ô nhịp tiếp theo là mình xong được cái khung số 1 đó các bạn, xong lần thứ nhất đó. Câu tiếp theo. Đồ mì xí la. Câu này nó giống như là cái câu hồi nãy vừa rồi đó các bạn. Đồ mì xí la mí đồ rê là hết được một ô nhịp tiếp theo, ô nhịp số 3. Làm lại. Đồ mì xí la mí đồ rê là mình hết ô nhịp số 3. Bây giờ ô nhịp cuối cùng đó các bạn, làm lại. Đồ mì xí la mí đồ rề pha xí la. Là hết câu nhịp cuối cùng của nó là rề pha xí la, là mình ngắt liền không kéo dài. Bây giờ mình sẽ nói ô nhịp số 3 và số 4 các bạn nhé. 3, 4 đồ mì xí la mí đồ rề pha xí la. 3, 4. Như vậy là mình hết. Sau khi mình tập như vậy nó nhuần nhuyễn, bây giờ mình sẽ nối từ ô nhịp đến từ ô nhịp số 1 đến ô nhịp số 4. 3, 4 rề pha xí la phá rê đồ mì xí la. 3, 4 đồ mì xí la mí đồ rề pha xí la. 3, 4. Như vậy là mình đã vô khung số 1, là mình hết lần thứ nhất của câu piano này các bạn. Sau đó mình quay lại đánh thêm lần nữa y chang như vậy thôi, lặp lại y chang vậy thôi. 3, 4 rề pha xí la phá rê đồ mì xí la. 3, 4 đồ mì xí la mí đồ rê. Cái lần thứ hai này chúng ta sẽ kết ở nốt rê là mình hết luôn các bạn. Mình qua cái khung số 2 đó là mình kết ở nốt rê luôn. Mí đồ rê là mình hết. Sau đó mình đổi tiếng trumpet. Các bạn thấy chữ trumpet màu đỏ không? Lúc này chúng ta sẽ đổi tiếng trumpet và mình qua cái quãng khác các bạn nhé. Như vậy là mình đã xong được cái câu trumpet. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh thử các bạn nha. Ở cái câu piano này chúng ta sẽ tập đánh không với multibass thôi. Tức là bên đây mình xếp ngón chuẩn bị sẵn, rồi bên đây mình chuẩn bị có multibass, bắt đầu mình đi cùng lúc. Các bạn mình về nốt rê là hết. Rồi lúc này chúng ta sẽ đổi qua tiếng trumpet và qua câu trumpet các bạn ha. Như vậy là mình xong được câu piano đầu đó bạn, đâu có gì cao siêu đâu, đâu gì khó khăn đâu. Rồi, lần nữa bạn ha, chuẩn bị cái multibass này cùng lúc nào. Lặp lại nè. Hết. Rồi lúc đó mình đổi tiếng trumpet và tập câu trumpet thôi. Rồi bây giờ vậy là xong được câu piano. Bây giờ mình tập câu trumpet các bạn ha. Rồi câu trumpet các bạn sẽ đánh như sau. Chúng ta sẽ các bạn có thể chuyển một khoảng 8 trên này cũng được, hoặc đánh các bạn ha. Đánh như này cho bạn dễ nhìn. Rê pha la la rê pha thăng la ngón giữa. Rồi rê pha thăng la la sòn xí rê pha la la. Cái nốt la thứ hai này chúng ta phải vào phách số 1 là dòng dưới các bạn ha. Còn nốt rê pha thăng la này chỉ là nốt lấy đà thôi. Rê pha la la. Các bạn nhớ nha, nốt la này chúng ta phải vào hợp âm nha. Còn cái mấy câu này lấy đà thôi. Rê pha la la vô hợp âm. Son si son la si la son son pha la. Rồi tập tới đây các bạn ha, mình có được hai câu rồi đó. Rê pha la la son si son la si lá son son pha lá. Là mình có được một câu tới đây rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình tập tiếp tục qua hai câu, hai ô nhịp cuối luôn cho xong các bạn ha. Pha, các bạn sẽ đốt pha ngón cái, sau đó các bạn chuyển ngón áp út vô nốt son. Son lá son pha pha. Ok tới đây các bạn ha. Phà, rồi kéo áp út cho nốt son. Son lá son pha pha mì xón. Là mình hết được cái dòng trên. Rồi mình nối từ đầu đến đó các bạn nhé. Rê pha la la son xí son la xí lá son son phà lá. Tiếp tục phà son lá son pha pha mì xón. Rồi tới đây thôi là mình hết được cái dòng này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nối hợp âm của các bạn nhé. Rê pha la la. Cái nốt la này chúng ta sẽ vô hợp âm son thứ. Tiếp tục son la si la son son. Nốt son này chúng ta sẽ vô hợp âm rê thứ. Pha la pha son la son pha pha. Cái nốt pha này chúng ta sẽ vô hợp âm la 7. Mi son là mình hết được cái dòng này. cũng khá là dễ tập các bạn ha. Rồi như vậy là mình xong được cái dòng trên này. Lúc nãy các bạn có trong nhạc nha. Chúng ta sẽ chuyển qua cái câu tiếp theo của cái đoạn này. Mình đã ở mì xón nè. Rồi xuống dòng dưới, chúng ta sẽ tiếp tục nhảy vô cái khung số 1. Mì fa son la, mì fa son. Các bạn nhớ khi đánh tay luôn luôn cong tròn đều đẹp. Ở đây Tèo đang chia sẻ cách đánh cho Tèo để tay như vậy, các bạn dễ nhìn thôi nha. Mì fa son lá. Lúc này các nốt liền bật nhau rất dễ đánh các bạn. Mì fa son lá, mì fa son lá. Nốt lá này chúng ta dập âm đô thứ. Rồi sau đó qua âm nhịp tiếp theo mình lót gặp âm rê trưởng, các bạn thấy rê trưởng không? Lót rê trưởng cái. Tiếp tục chúng ta quay lại đánh là thêm lần nữa. Rê pha la la là mình sẽ vô lại quay lại cái dòng trên đó các bạn. Cái câu này chúng ta đánh lại hai lần, lần thứ nhất hết dòng trên, xuống dòng dưới là mình vô khung số 1. Lần thứ hai mình hết dòng trên, nhảy xuống qua cái khung số 2 luôn là mình xong. Rồi bây giờ mình sẽ nối cả dòng cái lần thứ nhất rồi chứ các bạn nha. Rê pha la la son si son la si la son son fa la fa son mi son fa mi fa son la lá mình qua bấm đô thứ nè. Rồi tiếp tục qua âm nhịp tiếp theo mình lót rê trưởng cái. Rê fa la la. Lúc này chúng ta sẽ quay lại từ đầu đến thêm lần nữa bạn ha. Rê fa la la son si giống luôn. Son la si la son son fa la giống luôn. Fa son la son fa fa mi son giống luôn. Rồi hết dòng trên. Lúc này chúng ta sẽ nhảy xuống phía dưới nhưng mà chúng ta nhảy qua cái khung số gì? Số 2. Mi fa son fa mi rê. Mi fa son fa mi rê là mình về rê thứ là hết. Rồi đâu có gì đâu bạn, lần thứ nhất thứ hai giống nhau chỉ khác chút xíu cho cuối cùng đó thôi. Mi fa son fa mi rê về rê thứ. Lúc đó chúng ta bấm nút báo trống nè, bấm nút xin tớp nè. Rồi sau đó mình dành son 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 la son 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 bốn nốt son bình thường son 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 1 2 3 4 rồi lên nốt son thăng nốt la là hết. 1 2 3 4 1 2 3 4 son la. Còn cứ đếm như vậy để mình dễ nhớ. Son 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 là 1 2 3 4 1 2 3 4 rồi nốt son thăng và nốt la là mình hết cái câu đó. Mình tutti hai tay các bạn nhé, mình phải tập như vậy đó, tập cho nhiều quen tay các bạn nhé. Như vậy là xong. Bây giờ sau khi tập nó nhuần nhuyễn như vậy rồi bắt đầu mình sẽ lấy tiếng trumpet và mình đánh thử các bạn nhé. Bắt đầu với tiếng trumpet nè. Các bạn bấm nút xin tốt luôn các bạn nhé. Mình dành hai tay son 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 la. Nếu mình tập rồi đó, chậm lại, chậm lại, tập cho quen tay. Rồi sau đó mình vô chiều nay gió đông là mình vô lại. Các bạn dành xong các bạn phải đổi tiếng liền mới kịp. Bạn thấy tay Tèo nhanh nhông, dành xong phải đổi tiếng liền, đổi tiếng liền tay lên mới kịp. Các bạn nhớ thao tác tập cho quen tay nha. Rồi như vậy là mình đã xong được cái câu trumpet. Bây giờ mình nối cả intro này, các bạn quan sát thật kỹ nha. Đầu tiên các bạn sẽ bấm nút fill này cho nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy để nó đang đợi báo trống. Rồi sau đó mình đổi tiếng octave piano. Ok. Rồi mình đánh không với multibass trước. Ok bạn nha, vậy là mình xong được đoạn intro. Rồi đó là đoạn intro của bài, bạn cố gắng tập nhé, thao tác cũng khá phức tạp đó các bạn. Nhớ tập đúng gì Tèo chia sẻ nhé bạn á. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở đoạn A bài hát chúng ta sẽ bắt đầu lấy đà từ cái câu như sau. Các bạn lấy đà từ cái nốt rê nè. Rê pha si la, chỉ đông là bắt đầu mình vô, còn chứ chiều nay gió đông, chiều nốt rê nè, nay là nốt pha nè, gió là nốt si giáng nè, chứ đông mình vô nốt la là câu thứ nhất các bạn nhé. Chiều nay gió, vẫn thế ngón như nãy thôi bạn, ngón cái ngón trỏ mà nó áp út nè. Chiều nay gió đông, đông nó vô nốt la mình vô. Chiều nay gió đông, về nốt rê lại. Rồi câu thứ hai, dừng chân trên bến, các bạn tách ngón luôn, rê pha la rế, mình tách ngón đều ra, rê pha la rế si. Ok, như vậy là mình có được câu thứ hai. Bây giờ mình nối hai câu với nhau các bạn nhé. Rê pha si la rê, rê pha la rê si. Mình có được hai câu rồi đó bạn, mình có được một câu rồi đó. Và câu tiếp theo, son si rê la, son si rê la, phà la si son. Rồi tập tới đây các bạn ha. Son si rê la, phà la si son. Rồi xong, như vậy là mình đã xuống dòng dưới luôn đó bạn. Bây giờ mình ghép âm dòng trên. Rê pha si la, nốt la mình sẽ vô hợp âm rê thứ. Rê, rê pha la rê, nốt rê là mình sẽ qua hợp âm son thứ. Si, son si rê la, nốt la mình qua rê thứ lại. Phà la si son, son nốt son thì chúng ta rơi xuống dòng dưới, mình qua hợp âm đô trưởng. Rồi câu tiếp theo đó các bạn nhé. Mì, các bạn sẽ kéo nốt mi là ngón cái, rồi các bạn sẽ kéo ngón áp út vào nốt son. Mì son la phà. Ok bạn nhé, mì kéo áp út vô, son la phà. Rê pha son mì la. Tới đây thôi các bạn nha. Mì son lá pha, rê pha son mì la. Câu cuối cùng là si đô pha mi rê la si bình đô thăng. Rồi nốt pha mi rê là hết. Bây giờ mình sẽ nốt âm chỗ này các bạn nha. Nó sao mình đang đô trưởng cái đầu dòng nè, dòng dưới nè. Tiếp tục mi son lá pha, pha mình qua âm xuyến trưởng. Rê pha son mi, mi mình qua âm la trưởng. La si đô rê, nốt rê mình về âm rê thứ lại. Pha rê là mi rê là hết các bạn ha. Bây giờ mình sẽ nối cả cái đoạn A nè, bạn quan sát thật kỹ nè. Chúng ta chơi bằng tiếng Việt guitar ni lông các bạn nha. Xong đó các bạn. Chúng ta đánh một cái cách đơn giản như vậy thôi. Và sau này mình sẽ, khi mình đã quen tay rồi, chúng ta có thể mở rộng thêm và mình có thể phiêu ngẫu hứng thêm các bạn ha. Rồi lần nữa nè. Xong, khi bạn đã đánh như vậy, đã quen rồi, đã thuần thục rồi, chúng ta có thể biến tấu thêm một xíu. Đó, mình có thể thêm nhiều nốt hoa mỹ hay là tremolo vô. Đó, các bạn có thể tremolo tiếng guitar thùng cũng được nè, hoặc là mình có thể thêm nốt hoa mỹ vô. Đó, mình mình có thể mở rộng thêm, nhưng mà các bạn phải tập thật là nhuần nhuyễn rồi chúng ta mới mở rộng thêm được các bạn nhé, nghe nó mới phê nhé. Rồi như vậy là mình đã xong được cái đoạn A, cũng khá là dễ tập bạn ha. Rồi bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn B, các bạn soạn nhạc. Đoạn B chúng ta sẽ đổi tiếng saxophone và đánh tiếng saxophone các bạn nhé. Mình tập như sau: Rê, Fa, La, Mi, Rê nè, Fa nè. Nốt La bạn sẽ kéo ngón cái, lọn ngón cái của nốt La, La, Mi. Ok, làm lại: Rê, Fa, La, Mi, Rê, Si, La, Son. Rồi tập tên các bạn ha. Câu thứ nhất: Rê, Fa, kéo ngón cái qua, La, Mi, Rê, Si, ngón giữa, La, Son. Rồi tới đây thôi. Làm lại: Rê, Fa, La, Mi, Rê, Si, La, Son. Rồi câu tiếp theo, các bạn sẽ kéo ngón số 4 của nốt Si, Si, La, Son, Rê, Si, La, Son, Rê, Son, Si, Son, La. Được một câu nữa, làm lại: Si, La, Son, Rê, Son, Si, Son, La. Là mình có được một câu đó các bạn. Rồi, bây giờ mình tập từ đầu, đó các bạn nhé. Rê, Fa, La, Mi, Rê, Si, La, Son. Si, La, Son, Rê, Son, Si, Son, La. Rồi tới đây các bạn ha. Tiếp theo, câu tiếp theo, các bạn sẽ kéo ngón số 4, nè, mình thế chỗ cho nốt Mi này, La, Son, Fa, Mi, Son thăng, Si, Rê, Đô. Rồi tập tới đây các bạn nên làm xong được dòng trên. Các bạn nhớ chuyển nó áp út vào nốt La này nhé. La, Son, Fa, Mi, rồi Son thăng, Si, nốt Rế ngón út, Đô thăng ngón áp út. Là xong được cái dòng trên. Bây giờ mình sẽ ghép âm cả dòng trên các bạn nhé. Nốt Rê đầu dòng mình vô Rê thứ nè, chữ trời nghe nốt Son mình sẽ vô âm Son thứ, Si, La, Son, Rê. Rê mình qua âm Đô trưởng, Son, Si, Son, La. Mình qua Fa trưởng, La, Son, Fa, Mi. Mi mình qua Mi trưởng, Son thăng, Si, Rê, Đô. Nốt Đô mình qua âm Đô thăng, mình qua âm La trưởng xuống dòng dưới đó bạn. Rồi câu tiếp theo luôn: Là, Đô, Mi, Là. Là, Đô thăng nè, Mi nè, Là nè, ngón 1, 3, 5 nè, Là, Đô, Mi, Là. Mà tôi vẫn còn đó bạn, mà tôi vẫn còn. Nghỉ cái, tiếc. Rồi nghỉ cái, chúng ta mới vô nhớ, 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 nhớ phút giây ban đầu. Chữ nhớ đó có 5 chữ nhớ, chúng ta sẽ thay bằng 5 cái ngón khác nhau, một nốt La, một nốt bạn. Nốt La đầu tiên ngón cái nè, tới ngón trỏ, ngón giữa, áp út, ngón út là hết. Son, Fa, Mi, Rê là mình hết được cái câu này. Rồi bây giờ mình làm lại từ chỗ này các bạn nhé. Rồi tiếp tục: Là, Đô, Mi, Là, tiếc. Nhớ, 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 nhớ phút giây ban đầu là hết. Các bạn nhớ chuyển ngón như vậy nhé. Rồi bây giờ xong, mình sẽ cùng ghép dòng treo dòng dưới luôn. Mình vô trống luôn các bạn nhé. Phải tập nhuần nhuyễn ở ngoài rồi mình mới vô trong đánh mới hay được. Bắt đầu nha. Hết. Cũng khá dễ bạn ha. Rồi như vậy là xong. Lần nữa bạn ơi, chuẩn bị nha. Xong. Nếu như các bạn đã tập nó nhuần nhuyễn rồi, lúc đó chúng ta đánh, chúng ta có thể biến tấu, không cần đánh đúng cái siết nhạc như của Tèo Ký nữa. Mình có thể biến tấu chút xíu bạn ha, thử nha. Đó, bạn mình có thể biến tấu cái tiết tấu chút xíu cho nghe nó phê hơn, tùy hứng các bạn ha. Nhưng mà các bạn nhớ phải tập cho thật là nhuần nhuyễn là chúng ta mới biến tấu được. Rồi, như vậy là mình đã xong được cái đoạn B của bài. Các bạn để cuối dòng đoạn B nó có mấy nốt lấy đà đó. Rề ngài ngung bước chân á, rề pha si la đó. Nó giống như cái câu lấy đà của cái đoạn A đó các bạn. Ngài ngung bước chân rê pha si la. Rồi các bạn nhớ câu đối đà này nhé. Mình cùng chuyển qua đoạn A phẩy của bài. Các bạn sẽ dòng nhạc. Ở cái đoạn A phẩy này nó giống y hệt như đoạn A luôn các bạn, không khác chút nào luôn á. Rê pha si la rê, giống luôn các bạn ơi. Đoạn khác chút xíu chỗ của cậu chú cô câu này nè. Rê mí rê rê xì. Nó khác xíu chỗ này nè các bạn. Hồi nãy mình là rê pha la rê si đúng không? Bây giờ nó khác xíu. Rê mí rê rê xì. Nó khác xíu các bạn ha. Rê pha xí la rê. Câu này giống rồi, câu này nó khác nè. Bạn kéo áp út cho nó rê. Rê mí rê rê xì. Rồi khác chỗ này thôi. Tất cả câu lại giống nhau. Son si rê la phà la xí son. Mì son lá pha. Rê pha son mì lá. Nói chung y hệt luôn các bạn ơi. Là si đô pha mi rê. Giống y hệt các bạn ha. Chỉ khác một chút cuối cùng nè, chỗ cái câu đầu nè. Rê mí rê rê thôi. Bây giờ ghép âm thử nha. Rê pha si la. Mình vô âm rê thử. Rê rê mi rê rê. Nốt rê nè mình sẽ vô âm son thử. Si son si rê la. La về rê thử lại. Pha la si son qua đô trưởng. Son mi son lá pha qua xiên trưởng. Rê pha son mi mi qua la trưởng. La la si đô pha mi rê. Nói chung là y hệt các bạn ha. Rồi mình tập như vậy đã nhuần nhuyễn, bắt đầu mình vô trống thử khách chút xíu cho mới có nốt chỗ rê mí rê rê thôi. Vô luôn nha. Xong đó các bạn, nó giống như đoạn A thôi. Cái khác chút xíu của cái câu đầu là lê mí rê rê thôi. Nói chung là cũng tương đối bạn ha. Rồi sau đó các bạn có thể đánh rồi mình hết bài rồi, đó đến đoạn giang tấu. Đoạn giang tấu mình đánh intro lại. Nhưng mà lúc này mình không sử dụng cái multibass riêng như nãy được nữa. Chúng ta sẽ sử dụng multibass chung với cái trống. Ví dụ đánh xong ha, cái mình đổi tiếng và mình vô lại, nhưng mà vô cái trống lại. Các bạn lúc nào mình không thể ngưng trống để mình vô multibass từ đầu được, nghe nó kỳ lắm. Chúng ta đánh trong cái trống như vậy nhưng mà mình tách nút âm bỏ đây các bạn ha. Rồi đánh intro từ đầu lại để làm cái đoạn gian tấu. Rồi sau đó mình đánh thêm mấy lần cũng được các bạn, tùy theo mình thôi. Lúc nào mình độc tấu mà, mình đánh bao nhiêu lần cũng được cho mọi người cùng nghe các bạn ha. Rồi đến cái đoạn ending. Đoạn ending các bạn có thể nhỏ dần xuống cũng được. Để mình kết bài, đánh cái đoạn cuối đó các bạn, mình kết bài cũng được. Đó, các bạn có thể nhỏ dần xuống như vậy cũng được, hoặc đánh xong các bạn đánh lại câu trumpet để mình kết cũng được các bạn ha. Rồi dùng đánh xong cái mình kết bằng câu trumpet nè. Đó mình kết bằng câu trumpet. Các bạn thấy, thay vì mình đánh cái đầu mình kết là son la, bây giờ bạn kết ở nốt đồ đô thăng rê. Mình kết bằng tiếng piano bạn dễ nghe nè. Đồ đô thăng về rê. Cũng là nốt, cũng là tiết tấu đó nhưng mà mình thay nốt thôi. Bạn ấy là son thăng la. Bây giờ mình kết đồ đô thăng rê là hết các bạn ha. Bạn như vậy thôi à, nhưng mà mình khác thay cái nốt vô thôi, bằng nốt đô và nốt rê thôi bạn ha. Tèo vừa chia sẻ các bạn cách chúng ta độc tấu, hòa tấu một bài hát cũng rất là hay trong nhạc Việt Nam chúng ta của nhạc sĩ Khánh Băng, đó là bài Sầu Đông, hết sức nổi tiếng các bạn ha. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo gì Tèo chia sẻ nhé, thấy chứ cũng nhiều cái thao tác phức tạp lắm đó các bạn. Cố gắng tập luyện các bạn nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để bình luận phía dưới video, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn cần đọc tấu bài gì cứ để là tên bài hát ở phần bình luận các bạn nhé. Hoặc các bạn muốn đệm hát bài gì, hoặc các bạn muốn tìm hiểu kỹ năng gì trong khi mà tập đàn chơi nhạc, các bạn cứ để bình luận phía dưới video nhé. Tèo sẽ soạn chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhớ cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Sẵn tiện mình chia sẻ cho anh em bạn bè của mình biết về kênh của Tèo với. Tèo cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.